Tử vi tuổi Quý Tỵ 1953 tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch được dân gian xưa gọi là tháng cô hồn. Trong tháng này, Diêm Vương khai mở quỷ môn quan để âm hồn ngạ quỷ quay trở lại dương gian, thăm lại cố hương, thăm người thân, đồng thời cũng hưởng lễ cúng của người dương thế. Tháng cô hồn là tháng của tà ma, ngạ quỷ, nên hầu hết trong tháng này người ta kiêng không làm những việc lớn. Dân gian ta vẫn coi tháng này là tháng đen đủi, xui xẻo. Ấy thế mà tháng 7 âm lịch, những người tuổi Quý Tỵ 1953 lại là một trong những con giáp may mắn. Họ được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho, giàu có nhất vùng. Để nghiên cứu về sự may mắn, giàu có của những người tuổi Quý Tỵ, trong lá số của họ tháng này có rất nhiều điểm sáng, đặc biệt khác với những tuổi khác. Chính vì thế, vận trình trong tháng cô hồn cũng có những điều khác biệt. Chính những điều khác biệt đó đã tạo nên thành công và sự may mắn của họ, đặc biệt trong tháng này. Về những điểm gì đã tạo nên may mắn cho những người tuổi Quý Tỵ, mời quý vị hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 7 âm lịch, cần tránh các ngày. Ngày âm lịch 12 tháng 7, tức ngày 19 tháng 8 dương lịch, nạp giáp kỷ hợi, nạp âm bình địa mộc. Ngày âm lịch 24 tháng 7, tức ngày 31 tháng 8 dương lịch, nạp giáp tân hợi, nạp âm thoa xuyến kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Quý Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày âm lịch mùng 9 tháng 7, tức ngày 16 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, bình thân, nạp âm, sơn hạ hỏa. Ngày âm lịch 21 tháng 7, tức ngày 28 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, mậu thân, nạp âm, đại dịch thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Tỵ sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Quý Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù lòng tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi video. Tử vi tuổi Quý Tỵ tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Những người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, ngũ hành trường lưu thủy, họ là người trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử, tiến lùi ở đời đều hiểu, là người giỏi xã giao. Họ có phẩm chất cao sang, thường được mọi người quý mến, đánh giá cao. Tuy nhiên, người này lại tâm địa sâu xa, có lòng đố kỵ, khiến họ không giữ được mối quan hệ lâu dài. Đó cũng là lý do khiến họ mất nhiều cơ hội tiến thân. Tuổi này, thời trẻ vất vả, trải qua nhiều khó khăn, có được cuộc sống tốt đẹp, an nhàn vào trung niên. Họ thích sự nồng nhiệt, theo đuổi tình yêu chân thành, họ sống nội tâm,
ít nói, không dễ nóng giận, thường suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định. Họ hiểu rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh ở chỗ nào, đề cao đời sống tinh thần. Họ có khả năng dự đoán hướng đi đúng rất tốt. Xem tử vi tháng 7 năm 2021 âm lịch cho gia chủ Quý Tỵ. Vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em, bạn bè. Nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới hợp tác làm ăn. Quỹ âm thủy gặp bính dương hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Về sự nghiệp, gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nếu vẫn đi làm, bản mệnh phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, đòi hỏi phải tổn hao nhiều công sức hơn mà thành quả thu về chưa chắc đã đúng theo mong muốn. Hung vận khá lớn, bản mệnh sẽ dính vào họa thị phi, tranh cãi, vừa ảnh hưởng công việc, vừa khiến uy tín bị giảm sút. Nguyên do chủ yếu từ việc đương số khó kiểm soát cảm xúc cá nhân, dễ nóng vội, phát ngôn có phần phóng khoáng, khiến kẻ tiểu nhân nóng mắt, tìm cách phá quấy, hãm hại. Tuy nhiên trong cái hại có cái may, khó khăn hiện tại đồng thời thúc đẩy tuổi Quý Tỵ nỗ lực, vận dụng linh hoạt, năng lực sẵn có của mình để xoay chuyển tình thế. Nhờ vậy mà thành tích đạt được tốt hơn, hiệu quả công việc nâng cao không nhỏ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất về tài lộc. Trong tháng này, vận trình tài lộc của gia chủ Quý Tỵ sinh năm 1953 thăng trầm, bất định, có mặt tốt mà cũng có mặt xấu. Mặt xấu là bởi vì bản mệnh phải chi tiêu rất nhiều cho bản thân và gia đình. Mua sắm, tiêu xài nhiều nên nguy cơ thất thoát không hề nhỏ, tiền trong túi tỷ lệ nghịch với chiều dài của hóa đơn, cần phải lưu ý. Mặt tốt là nhờ tài trí, sự nhạy bén vốn có, lại thêm sự chăm chỉ, không chịu ngồi yên một chỗ mà biết tìm thêm nghề tay trái, đầu tư cũng gặt hái được những thành quả không nhỏ bên cạnh nguồn thu từ công việc chính. Thu nhập tăng lên đồng nghĩa với các khoản phí tồn cũng tăng không ít. Cần lên kế hoạch tài chính chi tiết cụ thể để duy trì nguồn tài lộc bền vững. Sức khỏe của người tuổi Quý Tỵ. Sức khỏe của gia chủ rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm, do đó cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất, kẻo họa ập xuống đầu. Gia chủ cũng cần chú ý khi đi lại, tử vi cho thấy sẽ dễ gặp tai nạn bất ngờ trong tháng cô hồn, nhẹ thì xây xước chân tay, nặng thì có họa huyết quang, chảy máu. Ở độ tuổi này, gia chủ chỉ bị tổn thương nhỏ cũng sẽ rất khó phục hồi, nên với bất cứ lý do nào cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân. Tiền tài, danh vọng, tài lộc, gia chủ đã cố gắng cả đời, hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Đời sống sinh hoạt cần điều độ, không thích hợp để đến mấy tụ điểm giải trí. Nên hạn chế các cuộc hẹn xã giao, gia chủ cũng cần chú ý tập luyện động tác phù hợp với độ tuổi, đừng quên các cuộc hẹn với bác sĩ định kỳ. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng tị tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Quý Tỵ sinh năm 1953. Tình duyên của người tuổi Ất Tỵ. Tình duyên của người tuổi Quý Tỵ. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 vào tháng cô hồn, gia đạo nhìn chung an ổn, trong nhà êm ấm, ít xung đột xảy ra. Nhưng đừng quên, nhường nhịn lẫn nhau, có những chuyện dễ giải quyết hơn khi cả hai bên hạ thấp cái tôi để chung sống, như vậy mới mong lâu dài.
Có điều dưới tác động của thái tuế khiến các mối quan hệ của đương số rơi vào tình trạng rối ren, không kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Nên nhớ, vợ chồng hạnh phúc không cần phải giàu sang, cũng chẳng cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần vợ bớt một lời, chồng nhiều một bước là được. Trên đây, kênh Phong Thủy Sa Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định, nhưng gia chủ tuổi Quý Tỵ là người khá nhẹ bén, thông minh. Tuy nhiên sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 7 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi, những dự định công việc của quý vị thực hiện trong tháng, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là gia chủ tuổi Quý Tỵ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.